Còn mình là Dino. Và đây là thành viên thứ 3 của đội mình. Hà Quất. Hà. Nhóm của bọn mình là nhóm D H L. Như các bạn đã biết, vấn nạn tham nhũng trong học đường đang xảy ra tại Việt Nam và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chính vì thế, bọn mình đã nghĩ ra một đề án với tên gọi là Minh Bạch Không Thì Tài. Và bọn mình lập đề án này để tham gia cuộc thi Hùng Biện Reverse, do đề án giảm được minh bạch trực thuộc Đại học Ngoại thương với câu lạc bộ Kỹ năng sống tổ chức. Và thứ 7 tháng sau, vào ngày 5 tháng 11, vào lúc 6 giờ tối, bọn mình sẽ có trận chung kết ở hội trường lớn của Bảo tàng Hà Nội. Và mong các bạn sẽ đến xem và cổ vũ cho đội chúng mình. Sau khi xem xong cái clip này, các bạn nhớ ấn like và share ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn, DHL cảm ơn.